Chào các bạn, Cù Lao nơi mà mình ở đó, nó rất là nhỏ đó, nhưng mà trên đây có ba cái chợ. Bữa trước mình có quay cho các bạn xem là chợ Cù Lao, chợ Kinh Nước Mặn là chợ là lớn ở cái Cù Lao đó, còn hai cái chợ nhỏ hơn là chợ Chòm Hổm, chợ xã Long Hữu Đông, và bây giờ là mình sẽ đi chợ Chòm Hổm, chợ xã Long Hữu Tây. Cái đó là xã hả? Là Dạ, quay quay chợ xã chơi. quay đem tỉnh nhốt luôn. Nhớ mà. Có dịch cho sao không? Gà con rồi sao không? Có gà con không? Có bánh chưa chiên à? Bà Tư. Là tư ép chuối hả? Dạ, còn đây gửi bà về Phước. Về Phước sống ở đâu bà Tư? Về Phước sống ở đâu? Mỹ. Mỹ hả? Mỹ đâu? Dạ. Dạ, sống bên Mỹ hả? Dạ. Cái đèn xe xem không? Sư Hùng ở đâu không biết ăn cua đâu. Con đó hả? Dạ, nó không biết ăn cua. Không biết ăn cua hả con? Nó ở đây không biết ăn. Ủa em quê mẹ ở đâu mà quê ở Đồng Nai? Đây, đây là bà chợ bán đồ hả? À, có ghép mua đồ gì đó. À, bán thịt sớm đó. Dạ, có ghép mua đồ gì đó. Dạ, hả? Dạ, hả? Dạ, đó vậy. Cô ở đây bắt á hay vậy? Đặc sản của miền Tây đó em. Mấy cua này nhìn nó chắc ghê mẹ. Cua cái rồi mà chắc. Vậy này giống quen ta. Chị nhỏ lắm. Hả? Năm mấy chị? Chị thứ năm em là em của con có hả? À,
đúng rồi đó, chỉ có củ á, nhiều á. Vậy bà cố chơi không? Vậy bà cố chơi. Để chút xíu chạy về bển, chạy về thăm bà cố. Dạ. 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 Đây hả? Dạ. Không bịch không? Dán cái mày. Cho chị lên trước. Dạ. 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 Cho chị luôn hả? Đeo không? Bán cho chị miếng nó cơm. Bán cho chị hai ngàn cái. Bán cho chị miếng. 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 Bán không ngon bấy đậy vừa tới được rồi. Dạ. Ờ, chị trả đồ thì em cân hơn hai chục ngàn đi. Dạ. Chẳng ba chục lấy đi chị. Mày trả đồ chị cái gì chị trả đồ luôn. Trả không nước bao nhiêu quầy chuối luôn á. Đừng đây. Trời trả thấy mắc sợ luôn. Ba chục ngàn mắm là các bạn rất là rẻ ha. Ủa anh điện ai vậy? Con chị. À, hả? Trai hả? Dạ. Trai út chị đó. Ủa qua điện xuống mà lúc này ba để lộn lên giờ đến nhà thì cái tóc đẹp. Qua điện bữa giờ chị dạ quay phim chơi, quay phim chợ Long Hồ Tây. Dạ. Dạ quay chơi gì không? Hôm nay mình đi chợ thị trấn nên chợ tan hết rồi các bạn. Đây là mấy cây dù nè, trước làm rất là sớm, bán rất là sớm tại Long Hữu Tây ha. Dạ cho mấy vị coi. Bữa nay chủ nhật thì ba bán đó. Rồi cảm ơn bà ba. Cảm ơn mà không phanh tay lại ta. Thôi có về đi con. Ba con về. Cái gì không cái điện thoại mình nói.
nha, một cái dưới ta.